Vâng, thưa các anh chị, như vậy chúng ta đang bàn về cái niềm tin cá nhân nó hình thành từ đâu. Thì thưa các anh chị, chúng ta biết rằng là trong con người chúng ta có cái phần tâm. Và cái phần tâm này là phần tâm bản năng, là thích ăn ngon, mặc đẹp, rồi không làm mà cũng có ăn, rồi ngủ suốt ngày, vui chơi suốt ngày, đầy tiền tiêu. Những cái thứ này nó liên tục, nó gọi là những cái khát vọng bản năng mà trong con người mình ai cũng có. Cho nên Tuấn quản trị cả một cái tập đoàn thì ở đâu đó là mọi người cứ bảo là làm thế nào để hình thành văn hóa của doanh nghiệp. Thì văn hóa doanh nghiệp mình phải truyền cho người ta cái gì thì người ta mới hình thành văn hóa. Chứ còn bản năng của phần tâm của con người thì đứa nào cũng thích là không làm mà có ăn. Đấy. Thế nhưng mà vấn đề là làm thế nào để hình thành niềm tin cá nhân thì chúng ta phải truyền cho họ, mình phải trộn cái bản năng vào một cái chân lý. Thì cái phần chân lý này Tuấn đã chia sẻ là cái ta. Vậy cái ta từ đâu mà có? Chúng ta phải, nếu cái ta này tốt thì nó sẽ tạo ra cái gì ạ? Từ đây nó mới ra được cái niềm tin cá nhân. Niềm tin cá nhân. Tuấn lấy ví dụ thế này. Cái ta này chính là sự hiểu biết. Cái ta này đầu tiên là do cái văn hóa gia đình nó hình thành. Đấy. Ví dụ tuần ấy, ví dụ thôi. Nếu cha mẹ bảo là con ơi, nếu không tham không có tiền đâu con. Và thằng Tâm thì nó lại có sẵn cái tham trong rồi, mà nó lại cộng với cái này. Mà cái chân lý này thì bị sai nhé. Cái chân lý này lúc đấy cha mẹ bơm cho một cái chân lý sai. Thế dẫn tới là sai cộng với sai bình thường trong điện tử thì là đúng. Nhưng mà sai cộng với sai thì thành cực sai. Tức là cha mẹ bảo là con ơi phải tham mới có tiền, buôn phải gian, bán phải lận. Thì cha mẹ cung cấp cho nó một cái thông tin thế này. Thế thằng con nó cũng công nhận thế. Bản năng mà, buôn phải gian, bán phải lận. Cha mẹ cũng bảo buôn phải gian, bán phải lận. Thế là niềm tin cũ của nó phải gì? Nó hình thành ngay một niềm tin là buôn gian, bán lận. Hay là cha mẹ bảo cái bản năng là con ơi trong cuộc đời này mà con không đè người khác thì nó đè mình đấy con. Và cung cấp cho nó một cái ta như vậy thì nó cộng với cái này cái tâm của nó, và nó trộn với nhau thì nó bắt đầu nó hình thành một cái niềm tin cá nhân là ra đời là tha ta phụ người chứ không để người phụ ta. Thì bắt đầu nó cứ dần dần nó hình thành cái niềm tin này. Và cha mẹ cung cấp niềm tin cho con rất là dã man. Ví dụ thằng con nó với cái tâm nó bảo là thế này. Những thằng nào mà chỉ cần nhìn con là con phải đánh nó rồi. Cái tâm của con người nó ngạo mạn mà. Thế cha mẹ thì lại bảo là gì ạ? Con ơi những thằng nào mà náo con cứ táng cho nó phát. Thế là nó hình thành một cái niềm tin là ra đường nó đánh nhau thôi. Nó đơn giản vậy thôi mà. Vậy thì cái văn hóa của gia đình nó bơm vào rất là kinh khủng. Cho nên thường những gia đình không phải ngẫu nhiên mà hình thành những cái gia đình gọi là danh gia vọng tộc. Tức là họ có nhiều đời, nhiều đời, nhiều đời. Nhưng tất cả những cái danh gia vọng tộc đấy là trong con người họ, cái dòng tộc đấy có một cái ta chân lý. Còn nếu mà mình dạy con một cái ta không phải là chân lý mà trộn với cái tâm của nó thì vô hình chung mình tạo ra cho nó một hình ảnh con người nó không phù hợp với xã hội, không phù hợp với chân lý. Và điều đó nó không bền vững. Và cái gì đi theo quy luật thì mới bền vững được. Vậy thì văn hóa gia đình, nhưng văn hóa gia đình này không tác động được tất cả vào cái ta. Mà thứ tiếp theo lại là văn hóa làng xã. Ví dụ cái làng xã đấy bảo là cưới là phải ăn thịt chó cơ. Thì đám cưới đấy với là to. Thế là cộng với tâm nó lại thích ăn thịt chó. Thế nó trộn lại nó bảo là gì? Ăn thịt chó với là tử tế. Ví dụ như thế. Hay là cái văn hóa văn hóa làng xã, xong đến văn hóa bạn chơi. Đấy. Ví dụ như bạn chơi mà nó bảo như thế này với tốt, như thế kia với tốt, xong cộng với đúng cái tâm ham muốn của nó nữa. Ví dụ như là nó đi học với bạn, bạn bảo là mày ơi, mình lớn rồi, mình phải biết hút thuốc với là người lớn. Xong cộng với cái tâm của nó cũng thích ngạo nghễ với đời, thế là nó hút thuốc. Nó đơn giản có vậy thôi. Vì nó thấy tâm nó cũng muốn. Mà mấy thằng này này còn
nó lại công nhận đấy là chân lý, thì cớ sao nó không chơi? Thế là nó hình thành nên cái tâm lý đấy, và bạn chơi ảnh hưởng ghê gớm luôn. Cho nên là chúng ta mới thấy là mọi người mới bảo là hãy cho tôi xem những người bạn của bạn, là tôi biết bạn là ai. Vì cái đứa bạn này nó ảnh hưởng vô cùng đến văn hóa của cái ta này. Cho nên đối với người làm cha làm mẹ phải rất quan tâm đến đến cái đội bạn mà con chơi. Như con tôi là tôi rất là thoải mái, tôi bảo con ấy cứ rủ bạn về chơi đi. Xong thậm chí tôi còn cho tiền con tôi và rủ bạn đi uống cà phê. Lúc nào rủ uống cà phê thì cho thằng bạn này ngồi uống cùng. Thì mình được tiếp xúc với bạn của con, thì mình mới biết là à, vậy những người bạn ấy là ai, liệu rằng nó có cho con mình một cái chân lý không. Nếu không nó bơm vào những thói quen, thói hư tật xấu rất nhanh. Bởi vì cái tâm này á, cái tâm bản năng này, bản chất trong nó hàm chứa thói hư gì ạ? Thói hư tật xấu. Đấy, thích ngủ nhiều, thích ăn ngon, thích gái đẹp, thích nhiều thứ lắm mà lại không phải làm. Thế này cộng với cái đám bạn này, nó lại có giống cái thói hư tật xấu này, nó lại bơm vào, nó bảo đây với là chân lý, thôi chết rồi, hỏng luôn. Đấy, nhưng mà khi gặp ông Phật, ông bảo là chân lý là như này, chân lý như này, bắt đầu mình mới soi thấy cái tâm mình nó sai, thì tự nhiên mình điều chỉnh. Và điều chỉnh thì nó điều chỉnh cái niềm tin cũ của mình. Đấy, và như vậy cái văn hóa của nhóm bạn chơi, rồi thông qua gì ạ, văn hóa giáo dục. Giáo dục, vì trẻ con nó rất nghe thầy cô giáo, nó như một tờ giấy trắng ấy mà. Thầy cô giáo vẽ lên cái gì thì nó là cái đó. Thế thì thầy cô giáo vẽ lên nó, bảo nó thế này là chân lý, mà lại nó thấy, nghĩ đấy là chân lý, thì nó cho rằng đấy là chân lý, và nó hình thành nên cái niềm tin cá nhân. Vậy thì các anh chị hình dung là trong giai đoạn đầu đời của một đứa trẻ, nó bị áp đặt toàn bộ cái niềm tin trong đầu nó là do cái gì ạ? Gia đình, xã hội, bạn chơi, thầy cô giáo. Cho nên cái môi trường giáo dục nó quan trọng hơn chương trình giáo dục. Một môi trường giáo dục mà có nhiều người tốt thì ở đó đứa trẻ nhà mình không phải làm gì cũng tốt, vì nó tác động lên cái ta ghê gớm luôn. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta sống ở Việt Nam, hút thuốc có thể vứt bậy, rác có thể vứt bậy. Nhưng các chị hình dung sinh sang Singapore thôi, một cái môi trường mà con người ta từ nhóm bạn chơi của mình ở Singapore nó cũng gì ạ, ngăn nắp. Từ cái môi trường mà xã hội, pháp luật nó cũng nghiêm, tất cả mọi thứ, rồi từ bạn chơi, rồi từ giáo dục, rồi từ văn hóa gì ạ, xã hội của họ, mọi thứ nó đều tuân theo một cái ngăn nắp như vậy. Thế mình sang đấy là tự khắc một thời gian gì, tự nhiên mình chuẩn chỉ ngay. Ừ, sang Tây chẳng hạn, nó không bao giờ đi muộn. Thế thì nó bị một cái môi trường là nó cung cấp cho một cái niềm tin là nếu đi muộn là mất lịch sự. Thế là gì? Nó không đi muộn. Còn bản năng của cái tâm là gì? Đi muộn. Tức là nếu buồn ngủ thì ngủ cố tí nữa đi muộn. Không, tí nữa đến nói dối tắc đường. Thế ví dụ như thế thì nó hình thành một cái niềm tin cá nhân nhanh kinh khủng luôn. Và đặc biệt là thông qua trải nghiệm, thông qua trải nghiệm để nó hình thành một cái niềm tin cá nhân kinh khủng luôn. Tôi lấy ví dụ một cô gái bị một thằng đàn ông đầu tiên nó lừa, thì cô bảo là thằng ấy đầu tiên là chưa yêu bao giờ thì thấy đàn ông rất là tuyệt vời, nó rất là tuyệt vời, nhưng mà yêu lần đầu tiên gặp thằng đầu tiên nó lừa thì bảo là hôm nay bị thằng nó lừa. Nhưng đến hai thằng nữa nó lừa thì kết luận là gì? Là thế giới đàn ông là lừa đảo. À vậy nó hình thành niềm tin cũ luôn. Vậy cái đấy là thông qua gì ạ? Thông qua trải nghiệm. Nhưng mà lại trộn cả bốn cái này vào với nhau thì nó rất dã man. Ví dụ thằng con học dốt là thông qua trải nghiệm toán nó dốt. Xong về thằng bố lại bảo là ngày xưa bố cũng học dốt toán. Thế nó lại cộng với cái niềm tin của ông bố bơm vào nữa. Tức là truyền thống nhà mình học dốt toán con ạ. Thôi xong. Niềm tin trong gia đình. Xong lại niềm tin trong trải nghiệm của nó. Xong lại bạn bè nó bảo nó học dốt. Ô thôi thế là nó bảo là thôi đằng chó nào cũng dốt thì học nữa thì cũng có giỏi được đâu. Bắt đầu nó hình thành niềm tin là gì? Họ nhà mình dốt. Mà đã dốt thì còn gì khát vọng nữa.